Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em vừa về được một chiếc Toyota Innova Cross phiên bản xăng lai điện và em sẽ quay cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này. Đầu tiên thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe và để cập nhật cho anh chị về giá bán và điểm hiện tại chiếc xe Toyota Innova Cross. Innova Cross thì ở Việt Nam thì sẽ có hai phiên bản để được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, là phiên bản V có giá niêm yết là 810 triệu và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là gần 900 triệu, khoảng 896 triệu. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản xăng lai điện, phiên bản Smart chúng ta đây thì có giá niêm yết là 990 mà tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 070 triệu khoảng đó. Còn nếu mà trả góp thì anh chị bên em hỗ trợ tối đa là 85% giá trị xe. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe hai phiên bản của chiếc xe Toyota Innova. Hiện tại thì em sẽ quay cho anh chị chi tiết hơn, giới thiệu chi tiết hơn về chiếc xe này. Ở phần đầu xe thì anh chị thấy một thiết kế xung quanh xe là một thiết kế hoàn toàn mới. Và ở phần đầu xe thì sẽ được trang bị các tính năng như là cụm đèn pha full LED, logo dạng 3D, có radar và bên dưới đó thì sẽ là mắt cam trong camera 360 và được trang bị thêm là 4 cảm biến trước. Xe sẽ được trang bị là cụm tính năng Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh và các tính năng như giữ khoảng cách và đèn chiếu xa chiếu gần tự động. Đây là la răng của xe, có kích thước là 18 inch. Ở phần gương xe thì sẽ được trang bị là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Tay nắm cửa thông minh, chạm vào là khóa này, chạm vào là sẽ là mở này. Đó. Và một cái thông số rất là tối ưu là 4,92 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, cực kỳ tiết kiệm cho những chiếc xe hybrid của Toyota. Đây là phần đuôi xe thì cũng được thiết kế khá là tối giản và tuy nhiên là cũng được trang bị rất nhiều tính năng như là cam sau trong cái hệ thống cam 360 này, 4 cảm biến sau và có hệ thống radar để quét điểm mù ở phía đuôi xe ở đây. Em sẽ vào phần thân vào nội thất để giới thiệu cho anh chị nhé. Thì xe thì sẽ được nội thất là màu đen pha với cả nâu và có rất nhiều tính năng như là cốp điện này, camera 360, đèn chiếu xa chiếu gần tự động, chỉnh đèn cao thấp của đèn pha này, để cốc, có lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn tự động và màn hình ở đây thì là màn hình 7 inch đa thông tin, màn hình giải trí sẽ có kích thước là 10 inch. Và ở bên dưới thì sẽ có là cụm điều hòa tự động, hai dàn lạnh, phanh tay điện tử auto hold và các chế độ lái, chế độ lái điện, chế độ lái eco, chế độ độ lái power và normal. Tẩu sạc thì ở đây. Và xe đặc biệt cái phiên bản xăng lai điện này thì sẽ có trang bị là cửa kính trời toàn cảnh, cửa sổ trời toàn cảnh. Đây là em đã mở sẵn cho anh chị cái rèm ra rồi. Còn nếu mà anh chị muốn thì có thể mở thêm cái cửa kính bên trên này nữa ra. Đó là về cái phần hàng ghế trước của xe, ghế đây ạ. Ghế là ghế da đục lỗ rất là thoáng khí, pha phối nâu với cả đen. Vừa rồi thì em đã để nổ xe mà anh chị chắc chỉ nghe tiếng quạt gió rồi đúng không ạ? Bởi vì là khi mà mình để nổ xe lên thì xe chỉ có hoạt động bằng máy điện thôi nên là không có tiếng nổ xe. Em sẽ xuống hàng ghế 2 để giới thiệu một cái chi tiết cũng khá đặc biệt của phiên bản này. Đó là ghế. Thì ghế của hàng ghế thứ hai sẽ là hai ghế riêng biệt và độc lập ở đây. Có ngả đệm chân là chỉnh điện này, ngả lưng ghế chỉnh điện và tiến lùi thì sẽ là dùng cơ. Hai hàng ghế thứ hai và ở đây thì sẽ có cái lối đi điều chỉnh được bàn gập xuống để xuống lối đi cho hàng ghế thứ ba và chiếc xe Toyota Innova. Tất cả các đời thì cái hàng ghế thứ ba của xe thì ngồi rất là thoải mái chị ạ. Trên đăng kiểm của các dòng xe Toyota Innova thường thì sẽ là đăng kiểm 8 chỗ nhưng mà ở chiếc xe Innova Cross phiên bản hybrid này thì sẽ là đăng kiểm là 7 chỗ bởi vì khuyết đi một chỗ ở giữa đây rồi. Và ngồi hàng ghế thứ hai là cực kỳ là thoải mái anh chị ạ. Điều chỉnh điều hòa của hàng ghế thứ hai thì sẽ ở đây và có cổng sạc. Cốp thì được trang bị là cốp điện rồi anh chị ạ. Hiện tại thì Toyota Innova bên em cũng có hàng giao sớm được cho anh chị tùy màu sắc, thì anh chị nếu có nhu cầu lấy xe Toyota Innova cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số online ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.